Chào mọi người, hôm nay Minh Châu sell dòng máy mài cho mọi người tham khảo, anh em nào có nhu cầu thì sử dụng nha. Dòng này thì bình thường giá từ 400-450 một cây anh em ạ. Ha, đây, con này được trang bị chúng ta là ruột đồng nhôm thép, rất là ok luôn. Và có máng bảo vệ cho anh em mình làm việc luôn ha. Máy thì nguyên hộp như thế này, hàng chính hãng của Pro nha anh em. Đây, có máng bảo vệ đầy đủ này ha. Đây, có sách hướng dẫn cho anh em mình sử dụng luôn ha. Con này thì hôm nay chương trình cực tốt cho anh em luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì lùm về sử dụng nha. Con này ruột tương đối là lớn cho anh em mình sử dụng. Đây anh em thấy này ha. Thân máy làm không có nhiều thừa bên ngoài nên rất là ok luôn. Đây. Làm nhựa nguyên sinh luôn, rất là bền bỉ luôn, anh em mình làm việc không sợ gãy vỡ ha. Phần đầu thì anh em thấy làm bằng hợp kim nhôm này ha. Sơn tĩnh điền bên ngoài. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Này, khóa để khóa trục khi anh em mình thay lưỡi này ha. Có khóa mở, có máng bảo vệ cho anh em luôn ha. Đây, dòng này thì điền là 220V 50Hz. Công suất là 850W anh em. Sử dụng đã một tấc nha, dòng này phê lắm anh em ạ. Về rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là còn một ít sale cho anh em luôn ha. Đây. Được bảo hành 6 tháng nha anh em ha. Được bảo hành 6 tháng mà giá hôm nay sale rẻ cho anh em luôn, chỉ với 250.000. 250.000 là anh em sở hữu một máy như thế này ha. 250.000 nha anh em. Quá bèo luôn cho anh em luôn ha. Đó. Rồi. Một máy có kèm theo phiếu bảo hành, sách hướng dẫn và nguyên hộp như thế này, hàng chính hãng nha, có hộp hết đầy đủ cho anh em luôn. Hàng mà hàng nhái là không bao giờ làm được cái hộp đâu anh em. Đó, in thương hiệu bên ngoài này không ai dám đâu. Sợ bắt, cho nên hàng chính hãng là có hộp hết đi theo đầy đủ. Đó, hàng Pro này ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ nha. Quá trời mềm luôn, còn cỡ tầm hơn 100 con thôi anh em. Mình có nhu cầu thì ủng hộ Minh Châu. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.